Đội hình bom tấn chờ cặp bến Premier League mùa hè này. Tielemans, Edinson Cavani là những ngôi sao được kỳ vọng sẽ chuyển tới Premier League ở kỳ chuyển nhượng hè 2020, cùng với đó là sự trở lại của Coutinho. Thủ môn Andre Onana từ Ajax sang Chelsea. Trung vệ Matthijs de Ligt từ Juventus sang MU. Trung vệ Kalidou Koulibaly từ Napoli sang Newcastle. Hậu vệ phải Thomas Meunier từ PSG sang Tottenham. Hậu vệ trái Nicolas Tolivakio từ Ajax sang Man City. Tiền vệ trung tâm Thomas Partey từ Atletico Madrid sang Arsenal. Tiền vệ trung tâm Ivan Rakitic từ Barca sang Tottenham. Tiền vệ phải Jadon Sancho từ Dortmund sang MU. Tiền vệ trái Coutinho từ Barca sang Chelsea. Tiền đạo Edinson Cavani từ PSG sang Newcastle.